mối quan hệ không lời với muôn thú và thiên nhiên. Tôi thường nghĩ đến Đức Phật. Tôi có một bức hình cỡ bưu thiếp Đức Phật đang ngồi nhập định sâu. Ngài đang ngồi dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, những chùm rễ xum xuê buông xuống từ các nhánh cây. Mấy con thỏ nằm gần bên ngài, bên cạnh là một cái hồ lớn với những bông sen nở rộ. Ở bờ phía bên của hồ là một cánh rừng và ngọn núi lớn. Dần trăng tròn dành dành trên đầu núi và gợn sóng nhỏ lăng tăng trên mặt hồ. Khung cảnh thật yên tĩnh và bình an. Và kia, Đức Phật, thầy tôi, đang ngồi tĩnh lặng tuyệt đối, không tham sân si, không ngã mạn ghen tị, một biểu tượng hoàn hảo của sự bình an. Khuôn mặt ngài rạng rỡ, tỏa rạng hào quang mát lành, toàn thân ngài mềm mại và thư giãn, hoàn toàn thoải mái, không gần chút căng thẳng nào. Và tôi ngồi dưới một gốc cây khác, không xa nơi ngài lắm, nhưng tôi không ở trong bức tranh. Bình an. Bạn có thể tham gia cùng chúng tôi nếu bạn chọn như thế. Sự tưởng tượng rất có sức mạnh. Khi bạn tưởng tượng một hoàn cảnh bình an, tâm bạn sẽ trở nên bình an. Mặt khác, bạn cũng có thể làm mình sợ đến chết khi tưởng tượng ra những cảnh hải hùng gây rợn. Bởi vì bạn có quyền lựa chọn. Vậy hãy lựa chọn như hình ảnh bình an, như đang ngồi thiền gần Đức Phật ở trong một khung cảnh bình an. Hãy tưởng tượng tất cả mọi chi tiết. Tưởng tượng bạn đang ở trong núi sâu, mát mẻ, yên tĩnh, ở gần Đức Phật. Bạn sẽ cảm thấy rất bình an, tĩnh lặng, an toàn và lìa xa mọi bụi bặm nhiễm ô. Sưu tập một số bài thơ khiến cho tâm bạn bình an. Chép chúng nắn nót trong một cuốn sổ nhỏ mà bạn có thể mang nó theo bên mình. 9:30 tối, tôi mới về cốc. Sau khi đi vào một quãng ngắn, trăng rất sáng. Ngày hôm qua là ngày rằm, hôm nay dần trăng tròn dành dành, khí trời sương lạnh, mưa đã hết, cảnh quá đẹp, quá thoát tục. Tôi vừa đi dạo về, dần trăng sáng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre. Trời lạnh, tôi ở một mình nơi đây, trong một cái cốc nhỏ 12x8 feet, 3.6x2.4 mét. Một tầng lợp mái, ở đây còn có hai vị sư nữa ở hai cốc nhỏ không xa đây lắm. Họ đều là những thiền sinh giỏi. Gần cốc tôi có một cái ao nhỏ, có rất nhiều côn trùng sống dưới nước bơi lội trong ao và rất nhiều loài thực vật mọc ở đó. Buổi tối tôi thích ra đứng gần bờ ao và xem những con côn trùng dưới nước. Hôm qua tôi nhìn thấy hai con nòng nọc. Ở đây chúng tôi không có điện, vì vậy tôi viết bức thư này dưới ánh nến. Tôi thích như thế, tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây. Mọi người ở đây rất tốt với tôi. Họ tin rằng khi có tôi ở đây, mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi bị ốm mấy ngày hôm nay. Mọi người mang cơm nước đến cho tôi. Một bác sĩ cũng đến khám, không nghiêm trọng lắm. Mọi người rất lo lắng cho tôi. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi hết lòng. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Khi nào cần gì, tôi sẽ nói với bạn. Tôi đã quen tiết kiệm mọi thứ, kể cả nước mưa, dù nó có rất nhiều và không mất tiền mua. Tôi cũng dùng một cách dè sẻn. Điều đó đã trở thành một thói quen. Tôi quen sống ở những nơi làng mạc heo hút, nơi mọi thứ kể cả nước đều khan hiếm. Tôi nghỉ trưa một lát, ngồi dậy và đi kinh hành. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe thấy tiếng sấm. Trời bắt đầu chuyển mưa cả tuần nay. Nông dân mừng lắm, chim chóc cũng vui mừng. Chúng hót déo giòn gọi nhau. Một chú chim nhỏ đang tắm trong bát nước. Cuộc sống đang trôi chảy. Chính bởi định kiến của tôi rằng cuộc đời lẽ ra phải nên là như thế, như thế, nên tôi thường cảm thấy thất vọng rất nhiều. Vì thế, đến bây giờ tôi quyết định làm được cái gì thì làm, và những thứ còn lại thì hãy để cho nó yên. Buồn bực chẳng có tác dụng gì. Con người có những tư tưởng khác nhau, vì vậy họ đấu tranh với nhau. Hãy để cho họ đấu tranh, tôi không tham gia. Tôi không để cho họ quấy rối tâm mình. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp. Những đám mây trắng bay trên bầu trời xanh thẳm, thỉnh thoảng có một chút mưa và tiếng sấm rền phía xa xa. Rất yên tĩnh. Tôi có tất cả mọi thứ mình cần. Sách để đọc, có đủ cái để ăn, một căn phòng nhỏ. Mọi người để tôi được yên. Tôi không có lý do gì để không hạnh phúc cả. Bất mãn là một căn bệnh.
con người không thấy rằng họ đang tự làm cho họ không hạnh phúc. Tham lam, ngã mạn, ghen tị. Rất nhiều người muốn rời khỏi miếng điện. Tôi ở đây giống như một ốc đảo. Một số người nói rằng họ cảm thấy bình an khi họ bước chân đến chùa. Con người đang thúc đẩy lẫn nhau để sống dữ dằn hơn. Họ không thấy rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ bên ngoài đó. Nếu còn mang tất cả phiền não theo mình, dù đến nơi nào chăng nữa, bạn vẫn không bao giờ hạnh phúc. Luôn luôn có một cái gì đó không ổn trong mọi hoàn cảnh. Con người ta luôn đổ lỗi cho nhau. Tôi buồn, tôi khổ, đó là lỗi của kẻ khác. Thật là, tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình cơ chứ? Hoàng hôn xuống rực rỡ sắc màu. Tất cả chúng tôi đang ngắm hoàng hôn từ trên đỉnh núi. Bầu trời chuyển dần từ màu vàng nhạt sang màu đỏ sậm. Đôi khi chúng ta lãng quên vẻ đẹp của thiên nhiên. Thay vào đó, tâm chúng ta bận rộn tối ngày với đủ mọi vấn đề. Hầu như chúng ta chỉ sống trong một thế giới do chính mình tạo ra. Thế giới đó đầy những vấn đề đau đầu nhức óc. Buổi sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc, rất nhiều chim đang hót líu lo. Bởi vì trong khu vực chùa an toàn nên rất nhiều chim chóc đến sống nơi đây. Tôi ngắm nhìn chúng và nghe chúng hót suốt ngày. Tôi ngày càng yêu chúng hơn. Chúng sống một cuộc sống khá vất vả, hình như thế, nhưng trong chúng thật vui vẻ và tự do. Nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc khác nhau. Ngắm chúng bao nhiêu lâu, tôi cũng không thấy chán mắt. Bạn có nhớ cuốn Water Owly của John Muir không? Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần sách của John Muir. Cuốn duy nhất của ông và viết về ông mà tôi có là cuốn The Wilderness War of John Muir. Ông là con người thật hay, không quan tâm đến những vật dụng xa xỉ, không bao giờ có ô tô, sống với rất nhiều tình yêu thiên nhiên. Ông là một trong số những người Mỹ tôi yêu thích. Mỗi sáng tôi đi khất thực xuống con đường phía dưới, chỉ đi khoảng 7 nóc nhà gần chùa nhất. Tôi nhận được chủ yếu là rau, khoai tây, đậu và cơm trắng, nhiều hơn mức tôi ăn. Thực phẩm đơn giản, không phải thực phẩm chế biến, tốt cho sức khỏe. Hầu như tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa, trừ khi đau ốm. Khí hậu nơi đây tốt, không nóng lắm. Tôi có một cái cốc nhỏ xinh xắn, có một số sách để đọc, đủ y áo và chăn mền để giữ ấm, vitamin và thuốc chữa bệnh để duy trì sức khỏe. Tôi ít khi đi lại, có lẽ chỉ một lần trong năm. Một số thí chủ giúp cho tôi những vật dụng cần thiết và tôi cần rất ít. Vì vậy, tôi chẳng phải phàn nàn điều gì cả. Thực ra, so với một số vị sư khác, tôi còn giàu ấy chứ. Tất nhiên không phải về tiền bạc. Tôi không có bất cứ tiền bạc gì. Tôi không cần nó. Tôi vui mừng vì mình đã rũ bỏ được tiền bạc. Sống không tiền bạc sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Tôi giàu có về thời gian. Tôi có tất cả thời gian mình cần để nghiên cứu sách vở và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vàng cả. Tôi thích đọc Ryokan. Đây là một khổ thơ hay. Liên hệ với con người không phải là điều tôi mong muốn. Sống một mình, cách sống tốt đẹp hơn. Một căn liều nhỏ trải dừa bốn manh chiếu, cả ngày chẳng thấy bóng một ai. Một mình ngồi bên ô cửa sổ, chỉ còn lại tiếng lá rơi xao xác. Đêm đến hãy ghé thăm liều tôi ở để lắng nghe tiếng côn trùng ca hát. Và cánh đồng mùa thu, tôi sẽ đưa bạn đến thăm Ryokan. Cuộc đời mới đơn giản làm sao? Tại sao con người lại cứ tự đè nặng lên vai mình bao nhiêu gánh nặng như thế? Con người quá bận rộn. Họ không nghe được tiếng chim ca. Họ không biết cách trân trọng tiếng chim hót kia. Tôi yêu chim muông, cây cỏ và mây trắng. Đi dạo trong rừng vắng là thú tôi yêu thích. Tôi thích đọc Phật Pháp và hành thiền, nhưng tôi không thích thuyết pháp. Vì vậy, nếu thấy tôi không dạy giáo lý, xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi không có ý định tạo dựng danh tiếng lớn hay tiếng ồn ào lớn cho bản thân mình. Tôi không muốn trở thành một người thầy lớn. Tham vọng lớn nhất của tôi là được sống một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng, đơn giản và hầu như chỉ ở một mình. Tôi không giảng dạy. Mọi người có thể đến và nói chuyện với tôi nếu họ muốn. Đôi khi tôi bảo họ hãy thử hành thiền, nhưng sau đó họ phải đi đến thiền viện để thực hành.
Sáng sớm tinh mơ, rất nhiều tiếng chim, dường như chúng rất vui vẻ đón chào ánh nắng ban mai. Bắt đầu một ngày mới với một cái tâm tươi mới. Chúng không mang nặng những gánh nặng tâm lý hay mặc cảm tội lỗi từ ngày hôm qua, và chúng không lo lắng về tương lai. Thật là tuyệt vời biết bao. Con người đang ngày càng đánh mất đi sự gần gũi với thiên nhiên. Thay vào đó, họ xem thế giới tự nhiên ở trong tivi. Tôi đi vào trong rừng và lắng nghe tiếng hót của rất nhiều loài chim. Tôi muốn sống trong rừng sâu, làm bạn với chim buông, hươu nai và thú rừng, làm bạn với cỏ cây, suối trong, mây trắng, trời xanh, với mưa giông và sương sớm. Khi sống trong rừng, tôi thường làm bạn với lũ thỏ, đàn sóc nhỏ, thằn lằn và cả con công nữa. Tôi cũng tương đối khỏe. Tôi đi dạo mỗi ngày. Nó làm cho cơ thể tôi khỏe mạnh và đầy năng lượng. Tâm tôi trở nên thoải mái hơn sau mỗi buổi đi dạo. Tôi có tất cả những thứ mình cần. Ở đây thật bình an, không lo lắng, không quan tâm. Một ngày trôi qua như mọi ngày. Tháng tháng qua đi thật là nhanh. Thậm chí cả năm dường như cũng không dài nữa. Càng nhiều tuổi, tôi hy vọng mình sẽ càng trở nên bình an hơn. Tôi nghe tiếng gù một con chim cu. Nghe tiếng gù thật hay. Một đôi quạ rừng vừa bay đến, chúng nó không sợ tôi. Chúng đến rất gần và nhìn thẳng vào tôi. Trời mưa đã 6 ngày nay, rất bình yên. Tôi đi ra ngoài kinh hành một chút mỗi khi trời lạnh. Tôi thích đi dạo thật lâu trong rừng, tránh xa tất cả mọi người. Thời bây giờ có người rất xáo động và bất an. Tôi bắt được tâm họ. Tôi cố gắng hết sức để làm cho họ dịu dàng, mềm mại trở lại. Họ rất thất vọng về tình hình ở Myanmar. Dường như cả thế giới đang bị thiêu đốt bởi tham lam, sân hận, ghen tị, ngã mạn. Một con thằn lằn đang leo cây trước cửa cốc của tôi, và một con chim bồ câu đang gáy cúc cu sau cốc. Bạn còn muốn biết gì hơn nữa về cuộc đời tôi? Sáng sớm tôi đi khất thực lúc 6 giờ sáng và ăn bữa duy nhất trong ngày khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Sau đó tôi đi kinh hành một lúc. Sau đó ngồi ngắm chim chóc và cây cối và hành thiền. Nếu có cuốn sách nào hay, tôi sẽ đọc một chút. Đôi khi 2-3 người đến, nói nhiều chuyện nhưng bao giờ cũng quay trở lại với Phật Pháp. Và buổi chiều, một vị sư trẻ người San đến học tiếng Bali. Buổi chiều tối, tôi hay đi dạo trong rừng. Rừng sâu tĩnh lặng vô cùng bình yên. Tâm tôi vô cùng tĩnh lặng khi ở xa con người. Chim chóc cỏ cây là những người bạn đường bình yên. Ngày hôm sau cũng hệt như ngày hôm trước. Thú vui duy nhất khiến tôi chìm đắm trong đó là đọc sách. Một con chim cúc cu đang gáy, thật êm dịu và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui trong lòng. Cuộc đời tôi giống như ngôi chùa rừng cũ nát, nghèo nàn, đơn giản và lặng yên. Ryokan. Tôi sống bên ngoài thế giới bận rộn, ồn ào và điên rộ này. Đừng quá bận rộn, hãy cắt giảm tất cả mọi công việc không cần thiết. Dành đủ thời gian cho mình để nghỉ ngơi, thư giãn và hành thiền. Mọi người nên thu xếp để đi vào rừng ở một thời gian. Mỗi khi vào rừng tôi cảm thấy rất thư giãn. Sống ở một nơi đông đúc, chúng ta sẽ không thể sống tự nhiên và khỏe mạnh. Chúng ta nên sống gần thiên nhiên hơn. Ít nhất thì cũng nên thỉnh thoảng rời khỏi thành phố và thăm viếng một vài tháp thờ Phật trên núi và hành thiền ở đó. Sống ở những thành phố đông nhung nhúc khiến tâm trí của người ta cũng thành hơi mát mát. Họ không biết mình đang làm gì. Một số người sinh ra và lớn lên ở thành phố, họ quen sống ở đó. Một số thì không có lựa chọn nào khác, họ phải làm việc ở thành phố giống như bạn, mặc dù họ không thích ở những thành phố ồn ào chút nào. Tôi sống ở một thế giới rất khác biệt, dù ở bất cứ nơi nào tôi ở, bởi vì tôi có một cái tâm khác biệt. Tôi không quan tâm đến những thứ mà mọi người quan tâm như tiền bạc, thú vui và truyền thống. Tôi cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn với chim chóc, muôn thú, cây cỏ và mây trời. Tôi hiểu con người và nỗi khổ của họ. Họ đang theo con đường đi xuống một cách mù quáng. Tôi cảm thấy thương xót họ. Họ không có một khoảng tĩnh lặng nào trong tâm mình. Tâm họ chất đầy những tư tưởng hạng hai cũ rích, ngày càng giống như một cái máy. Tôi khao khát được nhìn thấy một con người toàn vẹn, thông minh, tỉnh giác, chánh niệm, nhạy cảm, không giáo điều, luôn không ngừng học hỏi và trưởng thành. Tôi đã sống ở trong rừng quá lâu rồi. Tôi không thích sống ở những nơi bẩn thỉu, ồn ào, ô nhiễm, nơi có những con người vô cùng tham lam.
Nó gợi lại cho tôi một câu thơ tôi đọc từ khi còn trẻ. Tạm biệt thế giới kiêu mạn kia, tôi trở về với ngôi nhà tôi. Tôi ăn nhiều rau xanh và đậu, nấu một cách đơn giản. Tôi nhận thấy từ lâu trước kia, nếu tôi không ăn rau và đậu, tôi cảm thấy trong mình không khỏe, và nếu ăn quá nhiều thịt, tôi sẽ ngã bệnh. Uống vitamin và chất khoáng bổ sung làm cho tiêu hóa tốt hơn. Nếu không ăn nhiều rau, chắc chắn bạn sẽ bị thiếu vitamin và khoáng chất, làm cho bạn mệt mỏi, tiêu hóa kém và thiếu máu. Tôi ước gì mình có được chút cơm gạo lứt. Mọi người chỉ ăn mỗi gạo trắng, chẳng có gì khác ngoài tinh bột. Tôi dự định sẽ ở lại đây năm nay. Mặc dù nóng bức, nhưng ở nơi đây rất bình yên. Nhiều người nói họ cảm thấy rất bình an khi đến thăm chùa. Thôi kệ cho thân nóng, nhưng hay để cho tâm mình mát mẻ. Một chú chim chích chòe đậu trên đầu ngọn cây, hót vang hót vang. Tôi ngắm hoàng hôn xuống và nghĩ về bạn tôi, một tối mùa hè. Cuộc đời hai ta khác biệt, nhưng có những điều cả hai ta cùng có. Kỳ lạ sao hai ta lại gặp. Đến ngày nhắm mắt, ký ức ấy không phai. Một trái tim muốn vươn đến, chạm vào một trái tim kia, tại sao nỗi sợ có quá nhiều. Một bản hòa ca, tiếng chim hót với côn trùng. Đời này có bản nhạc nào hay hơn thế? Ai có thể tưởng tượng nổi cuộc sống tinh thần của nhà sư này cơ chứ? Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Tôi đang ngồi bên ngoài cốc bên cạnh bụi tre và viết thư cho bạn. Rất nhiều chim mina đang hót gọi nhau. Chuyện trò về ngày đã qua, chắc hẳn chúng vừa qua một ngày vất vả. Tiết trời đang ngày càng nóng bức hơn. Thật là một thế giới tuyệt vời và tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Tôi bị ốm đã cả một tuần nay với bệnh viêm họng. Thời tiết lạnh, cây cối đang trút lá vàng. Sau 5 tuần đi lại, gặp gỡ và chuyện trò với mọi người, cảm giác thật sự thích thú khi lại được ở một mình trong tĩnh lặng. Con người vô cùng thất niệm và tháo độc, tâm dao động và sự thiếu kiến thức của họ thật là mệt mỏi. Tháng trước tôi khá bận rộn, trình pháp vấn đáp với khách khứa và các vị sư. Mọi người và các vị sư đến hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Cứ như thế, tôi có tất cả mọi câu trả lời. Tôi nói cho họ những gì tôi biết. Tôi vui khi thấy có một số người thực sự hứng thú sống một cuộc đời có ý nghĩa. Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy bình an ở đây là không có ban hộ tự và không có tổ chức. Bạn có nghĩ rằng con người có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận được không? Tôi chẳng nghĩ như thế. Tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức nào làm việc hòa thuận với nhau cả. Vì vậy, khẩu hiệu của tôi là: nếu bạn muốn bình an, hãy tránh xa mọi tổ chức. Điều đó có nghĩa là tôi không muốn đến Mỹ theo lời mời của một tổ chức. Bởi vì tôi sống rất tĩnh lặng và bình an nơi đây, đôi khi tôi không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian. Vì vậy, tôi viết thư cho bạn bè, đọc sách chút chút và hành thiền. Tôi không có gì nghiêm trọng hay quan trọng để nói, vì vậy cũng không dễ viết thư. Bạn hỏi: Sajadao, thầy có nghĩ rằng con thực sự có thể sống một cái sống bình an và tự nhiên được không? Được chứ, nếu bạn thực sự muốn. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp là rất quan trọng, bởi vì nó chẳng dễ dàng chút nào cả. Sau một thời gian dài quá đỗi bận rộn, chúng ta không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian. Và đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng bạn chẳng làm được điều gì lợi ích cả. Bạn sẽ nghĩ rằng sống một cuộc sống bình an dễ dàng như vậy, trong khi cả thế giới ngoài kia đang đau khổ, là ích kỷ. Bởi vì bạn cảm thấy dường như mình phải chịu trách nhiệm về thế giới ngoài kia. Không dễ để không làm gì, không dễ để tĩnh lặng, để là không ai cả và không có trách nhiệm. Nhất là đối với bạn, bạn cảm thấy mặc cảm tội lỗi nếu mình không đau khổ. Xanh, thật xanh thế giới tôi đang sống. Nơi nào tôi thấy cũng đầy xanh. Thế giới dấu yêu ơi, sao đẹp quá. Sâu đậm trong tim tôi yêu thế giới này. Chúng ta đã làm gì để được hưởng sự hạnh phúc và bình an đến thế? Một số người cho rằng một nhà sư thì không nên yêu bất cứ cái gì, mà phải hoàn toàn nhàm chán tất cả mọi thứ trên đời. Tôi không lấy làm tiếc khi nói rằng tôi không nhàm chán với tất cả mọi thứ. Tôi yêu và trân trọng rất nhiều thứ. Và tôi rất vui rằng rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với tôi trong đời. Tất nhiên cũng có những điều tồi tệ sẽ đến trong cuộc đời tôi.
nhưng điều đó cũng ok. Chúng tôi vừa đóng xong cái trần gỗ trong cốc của tôi. Nó giống như cái sàn nhà lộn ngược, rất vừa vặn. Cái trần được làm bằng gỗ tét, nó rất bền. Trần gỗ làm cho phòng mát và bớt ồn mỗi khi mưa. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nguyên xi như vậy, không sơn. Màu gỗ và dân gỗ đẹp mắt hơn là màu sơn trắng toát. Mỗi ngày tôi càng trở nên giống thiền sư Daigu, ngày càng quên dần đi những gì đã học trong sách vở, nhìn và học hỏi nhiều hơn từ cuộc đời. Cuộc đời là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Trái tim tôi ngày càng trở nên đơn giản và rộng mở. Tôi không đi thuyết giảng bao giờ. Vâng, cây cỏ là bạn, là bạn đồng hành và thầy của tôi. Tôi đã sống cùng với chúng từ rất lâu. Tôi yêu thương chúng rất nhiều. Ở nơi đây vô cùng bình yên. Năm nay mưa nhiều, cái ao vỏ gần cốc của tôi đầy tràn nước. Ngày hôm nay trời nắng ráo, rất đẹp. Ước gì bạn có mặt ở đây. Thời tiết đang lạnh dần, buổi tối và sáng sớm có sương muối. Trăng sáng, một con cú đang cất tiếng kêu tốc 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 tốc. Tiếng một con chó sủa từ phía ngôi làng xa xa. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi đang ngồi vẫn trên chiếc ghế tựa cũ kỹ bên ngoài cốc gần khóm tre. Bây giờ là 2 giờ chiều. Thời tiết đang lạnh dần, gió bắc thổi, mưa đã tạnh, bầu trời trong vắt và xanh thật xanh. Tôi nghe tiếng lục lạc, mấy con chim buôn buôn đang tán chuyện, và âm thanh hay nhất trong mọi âm thanh, im dịu nhất với tai tôi. Thử đoán xem, đó là tiếng gió thổi qua những ngọn cây. Tôi sống với cây cỏ và chim chóc, mây trắng trời xanh, với hoàng hôn và bình minh, với ánh trăng và những vì sao. Tôi đang sống trong một thế giới tươi đẹp, bình yên và tuyệt vời làm sao. Cuộc sống của tôi là một bài thơ. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không hề thay đổi. UHS vẫn đến như mọi khi. Anh ấy cúng dường cơm gạo lứt cho chúng tôi mỗi ngày. Dường như thời gian chỉ là một ảo ảnh. Tôi sống ở đây tĩnh lặng và bình yên. Nhưng điều này không phải là tự nhiên mà có. Tôi đã phải phấn đấu rất vất vả vì nó. Đó là sức lao động gian khổ, chứ không chỉ mỗi là nghiệp thiện. Tôi chọn cách sống tĩnh lặng và bình an. Mỗi ngày tôi đều chọn sống tĩnh lặng và bình yên. Đó là sự lựa chọn liên tục. Cần phải có một sự quyết tâm thực sự mạnh mẽ, một sự buông bỏ. Chúng ta không thể vừa để dành cái bánh trong tay lại vừa ăn nó được. Tôi đã tìm được một nơi. Ở đó vô cùng bình yên. Nơi đó không có đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không đánh giá phán xét. Tôi thường xuyên lui tới đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó và vĩnh viễn ở lại nơi ấy. Có tiếng thì thầm trong những bụi tre. Người nào không lệ thuộc vào từ ngữ để hiểu sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy lắng nghe. Tôi vừa có một chuyến đi đến sâu ở vùng núi Bang Chin. Tôi đến một thế giới vô cùng khác biệt, gặp gỡ những con người có một cách sống vô cùng khác, với những giá trị khác biệt. Họ chỉ có những đồ dùng tối thiểu, nhưng con người nơi đó lại sống rất hạnh phúc, không có những vấn đề tâm lý. Và núi rừng, ôi thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Tôi sẽ quay trở lại núi rừng và sống một thời gian lâu hơn ở đó. Những con người sống ở những thành phố lớn, hiện đại đều là những người điên điên khùng khùng. Điều đó John Muir đã nói 100 năm trước đây. Và tôi đồng ý với ông. Tôi có rất nhiều điều để kể về núi rừng, nhưng giờ thì chẳng có thời gian. Tôi sẽ kể bạn nghe về chuyến đi đến vùng núi ấy sau này. Tôi ngày càng yêu cuộc sống đơn giản hơn xưa. Chúng ta có thực sự cần quá nhiều như vậy không? Tôi rất bận trong nhiều tháng qua. Tôi hy vọng sẽ sớm quay trở lại. Chỉ ở nơi đó tôi mới được sống tĩnh lặng và bình yên. Tôi không thích tối ngày bận rộn. Chúng ta mang những thói quen của tâm theo mình đi mọi nơi. Hạnh phúc là một thứ thật đơn giản. Bạn hạnh phúc khi không còn cố để hạnh phúc nữa. Hạnh phúc đích thực không phải là thứ có thể tạo ra hay chế biến được, không phải là thứ bạn có thể sở hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như vậy ư? Hãy xem, khi bạn hạnh phúc, bạn cứ muốn biết tại sao mình hạnh phúc. Đó là cái mánh khóe của tâm, luôn luôn muốn biết tại sao. Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ thứ gì. Tâm tôi tĩnh lặng, tôi cảm nhận được rất nhiều tâm từ. Tôi mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, bạn thân mến à. Tôi không muốn ép buộc mình làm điều gì cả. Tôi để cho bản chất con người tôi chuyển dịch dễ dàng
vào bất cứ cái gì phù hợp với nó một cách tự nhiên. Và tôi phát hiện ra rằng như thế nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thực sự phù hợp với bản chất con người tôi.